chi hết, chi có dư. Dạ yeah, à, câu A 1, 4, 4 có chia hết cho 3 hay không? Rất dễ. Nhớ dấu hiệu chia hết cho 3 đi. Muốn chia hết cho 3 thì tổng của nó chia hết cho 3. Có nhớ không? Tổng là sao? Lấy hàng đơn vị cộng hàng chục cộng hàng trăm ra nhiêu? 9. Đúng rồi, 9 có chia hết cho 3 không? Có. 9 chia 3 được mấy? 9 chia 3 3. 3, vậy thằng này gọi là phép chia gì? Phép chia chia hết. Hiểu? Ừ. Hiểu không? Không hiểu là lấy thêm một ví dụ chia hết cho 3 nữa. Chưa hiểu. Chưa hiểu. Quên kiến thức rồi. 96 xem coi có chia hết cho 3 không? Y chang. Có. Cộng lại hết đi. Lấy hàng đơn vị cộng hàng chục. 15. 15 chia hết cho 3 không? Không. 15 mà xong chia hết cho 3. À có. 15 chia 3 nhiêu? Cả năm đúng không? Vậy hàng này gọi là phép chia hết. Phép chia hết. Ừ. Nữa không? Không. Ổn biết chia hết chưa? Ổn. Muốn biết số đó chia hết cho 3 thì lấy tất cả các hàng của nó cộng. Cộng lại xem coi có chia hết cho 3 hay không. Chốt. Ừ. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Ví dụ cái nha, bài B. 20 có chia hết cho 2 không? Có. Lý do? Ừ. Muốn chia hết cho 2 thì hàng đơn vị là không, 2, 4, 6, 8, đúng rồi, hàng đơn vị là số mấy? Không. Không, vậy đây là phép chia hết cho 2, hiểu không? Quên rồi, quên dấu hiệu chia hết rồi, chút ôn lại. Kịp không? Ừ. Rồi, ví dụ cái nữa đi, 45 có chia hết cho 5 không? Có. Có, muốn chia hết cho 5 thì hàng đơn vị là không, năm, đúng rồi, nhớ được rồi, hay vậy. Phép, đây là phép chia gì hết, hiểu luôn chưa? Chốt chưa? Câu C. 1, 4, 4 có chia hết cho 13 hay không? Mình có học dấu hiệu chia hết cho 13 bao giờ chưa? Chưa, mình chỉ có dấu hiệu chia hết cho mấy thôi? 2, 3, 5 không. 9. Ủa, 2, 3, 5, 9 thôi, không có không nha. Chốt chưa? Vậy không có chia hết cho 10, không có dấu hiệu chia hết cho 13 thì mình làm phép chia bình thường. Đây gọi là phép chia gì ạ? Tây. Chia cột hả? Hiểu cột hả? Rồi bắt đầu chia đây nè. 1 có chia hết cho 3 không? 13 không? Không. Lấy 10, 14, 14 chia cho 14 chia cho 13 thì lấy 13 nhân 1 ra nhiêu? Ra 13. 13, 13 nhân 2. 13. Bằng 20. 20. Ê, tính từ từ. Hai mấy? 6. Đúng rồi, 26 có vượt quá 14 chưa? Còn. Vậy ta lấy 13 nhân 13 nhân 1. 13 nhân 1, viết số 1 vào đây. Viết 13 vào đây. Lấy trên trừ dưới. Quen không? Trên trừ dưới đi, 1 trừ 1 bằng? Không. 4 trừ 3 bằng? 1. Hạ số mấy xuống tiếp? Số 4. Tiếp tục lấy 14 chia cho 13 được mấy? 4. Ê, 14 chia 2. Cho 13 mà. Được, được 1. Được 1. 13 nhân 1 ra nhiêu? 10. 11. 13. 13. Lấy trên trừ dưới. 1. Không. 1. 1. 1 này có chia cho 13 được không? Không được. Không, vậy này đây gọi là số gì? Số dư. Số dư, dư mấy? Dư. Một. Dư 1. Vậy đây rồi là phép chia gì? Phép chia dư. Có dư. Dư bao nhiêu? Dư 1. Tiếp câu câu C. 1 4 câu D. 1 4 4 chia cho 30 y chang. 1 4 4 chia cho 30 đi. 1 có chia được 30 không? Không. 14 chia được 30 không? Không, vậy là 144 chia cho 30. Không biết, mình cứ nhẩm nè. 30 nhân 1 ra nhiêu? 30. 30 nhân 2? 6. 30 nhân 3? 30 nhân 3 bằng 90. 90. 30 nhân 4? Bằng 100. 120. 30 nhân 5? 30 nhân 5 bằng 150. 50, có vượt quá số này chưa?
Rồi. Vượt thì lấy cái thằng này. Vậy là viết số mấy? Số 4. 30 x 4 ra nhiêu? 120. Viết 120 vào đây, lấy trên trừ dưới. Nhìn từ trái sang phải mà trừ. Không. Không. 2. 2. 4. 4. 24 có chia được 30 nữa không? 20. Không. Không đúng không? À. Không. Nó nhỏ hơn 30 mà. Không, vậy đây gọi là phép chia có dư. Có dư.